mình một buổi trưa cho trẻ nha. Giờ mình leo cái dừa này nha các bạn. Dừa này là tầm 8 mét trời nha các bạn. Các bạn, dừa rất là cao luôn nè các bạn. Bữa nay là dừa mình nè, dừa với ánh nắng của tháng Giêng nha các bạn. Ôi, tháng Giêng quá trời nắng luôn các bạn ơi. À, đây là khỉ là dừa ở miền Tây nha các bạn. Quá đẹp luôn, quá đẹp luôn, trong xanh luôn. Các bạn nào thấy video này có hay cho xin một lượt đăng ký, lượt like, comment và chia sẻ luôn nha các bạn. Các bạn, quay dừa đây được phải xuống nào ạ. Đó. Cắt luôn đi. Đấy. Để được không? Bỏ cho nó một cái con, nó con trai nó bỏ. Bỏ cho một đi, dẻ nó dai rồi bỏ đi.
bỏ cho một cái dai quá bỏ đi, dai quá bỏ đi, đừng có làm gì cho nó cực chất lắm.
video